Alo, alo. Mến chào và xin cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Trong video hôm nay rất đặc biệt, nhân dịp Quốc Khánh đã cận kề, Tiến Dũng sale giảm giá đến 5 triệu cho một combo âm thanh hàng bãi xịn. Đó là sẽ giảm 2 triệu cho cặp loa JBL model L100 Satori. Đây là một sản phẩm rất nổi tiếng đến từ thương hiệu JBL Mỹ. Và sản phẩm tiếp theo thì Dũng sẽ sale giảm đến 3 triệu, đó là chiếc Amply Lusma model L100. L100 là một sản phẩm cũng rất đặc biệt đến từ thương hiệu Lusma, hàng bãi nội địa Nhật. Và luôn tại đây thì Dũng cũng xin thông báo đến quý vị và các bạn chương trình khuyến mại tri ân khách hàng đặc biệt mừng Quốc Khánh tại Tiến Dũng Audio Sài Gòn sẽ kết thúc vào ngày 1 tháng 9 năm 2024. Tiến Dũng có rất nhiều những sản phẩm với mức giá vô cùng ưu đãi và với những phần quà tặng rất đặc biệt nhân dịp Quốc Khánh. Hết thời gian trên Tiến Dũng sẽ không còn áp dụng chương trình này nữa. Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm hãy nhanh tay liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại ở phía góc phải màn hình. Còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng test thử một đoạn nhạc với combo âm thanh với ca khúc Nó của ca sĩ Trí Linh. Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ, tuổi ấu thơ đã mang nhiều âu lo. Ngày nó sống kiếp lang thang, ngẩn ngơ như chim xa đàn, nghĩ mình tuổi thân muôn vàn. Mẹ nó qua đời khi còn tấm nhỏ, một chén cơm chiều nên lòng chưa no. Cuộc sống đói rách bơ vơ, hỏi ai ai cho nương chờ, chuỗi ngày tâm tôi vô. Đêm đêm nó ngủ, một mảnh chiếu xanh co ro, một thân côi cút không nhà. Thân em lá cỏ. Quý vị và các bạn vừa nghe một đoạn âm thanh rất tuyệt vời được phối ghép bởi bộ ba thiết bị phối ghép rất ăn ý. Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu Amply Lusma model L100. L100 là một phiên bản cao cấp hơn các dòng Amply Lusma model L80, L80V, L85 v.v. Đây là một sản phẩm khá hiếm trên thị trường. Chiếc này sử dụng điện 100V hàng bãi nội địa Nhật. Với phần vỏ gỗ là vỏ gỗ cẩm lai, đây là gỗ quý. Các anh em chơi đồ gỗ quen thì sẽ biết ngay đây là gỗ cẩm lai. Chiếc này sử dụng 8 sò sắt, công suất nguồn lên đến 250W, nó rất mạnh mẽ. Chiếc này có thể chơi được hai cầu loa A và AB cộng, hai miếng nhôm giải nhiệt rất lớn ở phía mặt sau. Chiếc này với tình trạng zin nguyên bản máy tuyệt đẹp. Với mức giá làng của sản phẩm này có những thời điểm lên đến 25-27 triệu. Mức giá thông thường tại thời điểm này các shop thường bán ra với mức giá khoảng 23-24 triệu. Mức giá thông thường thì được phục vụ là 21 triệu và sale giảm. Giảm xuống 19 thì còn có giảm có 2 triệu à, 22. Với mức giá thị trường sản phẩm này tại thời điểm này quanh quẩn khoảng 23 24 triệu. Mức giá thông thường thì được phục vụ là 22 triệu và sale giảm đến 3 triệu cho sản phẩm này. Mức giá chỉ còn lại 19 triệu. Đây là một sản phẩm rất đáng đầu tư cho những anh em chơi audio, đặc biệt là chơi các dòng nhạc vàng, nhạc trữ tình có tiết tấu vừa và tiết tấu chậm. Chiếc Amply này sẽ phù hợp cho các dòng loa bass 40cm đổ lại như kiểu loa JBL, kiểu loa Pioneer, loa Sennheiser, vân vân, phối ghép rất tuyệt vời. Tiến Dũng vẫn bao zin từ A đến Z, hoạt động hoàn hảo và bảo hành kỹ thuật 1 tháng. Quý vị và các bạn sẽ nhận ngay một phần quà tặng là một cặp dây loa Belden của Mỹ theo chương trình khuyến mại mừng tri ân khách hàng. Các chương trình sale giảm giá và quà tặng này sẽ áp dụng từ nay cho đến hết ngày 1 tháng 9 năm 2024. Quý vị và các bạn lưu ý,
Sản phẩm tiếp theo mà Tiến Dũng muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn trong video này, đây chính là một cặp loa rất nổi tiếng đến từ thương hiệu JBL. Đây chính là JBL model L100 Century, phiên bản được hãng JBL sản xuất nhân kỷ niệm 100 năm thành lập hãng. Một bát 30cm, màng giấy màu trắng, gân xếp vải tầm dầu, một loa mic loại 12,5. Đặc biệt với sản phẩm này, loa bát và loa mic được sử dụng là từ Anico, nam châm cao cấp cho âm thanh rất rõ nét và độ chi tiết cao. Phía trên này là một loa chép giấy. Phần thùng loa được hãng trang trí bên ngoài là gỗ lạ màu vàng, rất đẹp. Cặp loa này với tình trạng hàng Mỹ về, zin nguyên bản tuyệt đẹp. Mức giá làng của cặp loa này khoảng cỡ 34-345. Thì Dũng phục vụ với mức giá thông thường là 33 triệu. Mức giá sale giảm 2 triệu cho sản phẩm này nhân dịp Quốc khánh 2 tháng 9. Mức giá cuối cùng chỉ còn lại có 31 triệu. Đây là một sản phẩm rất đáng đầu tư và với mức giá vô cùng ưu đãi tại Tiến Dũng Audio Sài Gòn nhân dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 thì muốn tri ân đến quý vị và các bạn, những khách hàng quen thuộc của Tiến Dũng. Tất cả Tiến Dũng vẫn bao zin, hoạt động hoàn hảo và bảo hành kỹ thuật 1 tháng. Phần thùng loa được trang trí bên ngoài bằng gỗ lạ, cánh dán rất đẹp và sang trọng. Cặp loa này sẽ phù hợp cho các không gian khoảng từ 30 cho đến 50 mét vuông, sử dụng chơi đa thể loại dòng nhạc. Chúng ta có thể chơi nhạc vàng, nhạc tiết tấu vừa, tiết tấu chậm hay những nhạc kiểu như liên khúc hải ngoại, nhạc modern talking, vân vân. Lưu ý với quý vị và các bạn, sản phẩm này sẽ không phù hợp cho việc hát karaoke, nó sẽ không an toàn. Quý vị và các bạn lưu ý. Phía trên này là một chiếc âm ly nữa đến từ thương hiệu Lussmann, thì Dũng đã có dịp giới thiệu. Đây chính là chiếc Lussmann model L80V. L80V là một phiên bản rất đặc biệt của thương hiệu Lussmann nội địa Nhật, sản xuất nhân kỷ niệm 50 năm thành lập hãng. Chiếc này với thiết kế là vỏ gỗ và mặt phanh nhôm. Chiếc này sử dụng 4 sò, công suất nguồn là 200W. Đây là đối tác rất tuyệt vời cho các dòng loa JBL bass 30cm đổ lại. Các dòng loa kiểu như 4312, 4311, L100, L112, L100 Century vân vân. Mức giá trong dịp này cũng vô cùng ưu đãi. Mức giá thông thường thì giúp phục vụ là 21 triệu, sale giảm 3 triệu cho sản phẩm này. Mức giá thông thường của sản phẩm này Tiến Dũng phục vụ là 20 triệu, sale giảm 2 triệu cho sản phẩm này nhân dịp Quốc khánh chỉ còn lại 18 triệu. Đây là một dịp rất đặc biệt, rất tuyệt vời để quý vị và các bạn có thể sở hữu những sản phẩm audio chất lượng cao được đảm bảo bởi Tiến Dũng Audio Sài Gòn và với mức giá vô cùng ưu đãi. Phía dưới này là một sản phẩm nữa mà Tiến Dũng cũng sẽ sell với mức giá rất tốt. Đó chính là Sansui model G7000. Các anh em thường có một câu ví von về sản phẩm này là âm ly hay cung điện. Và đây là một dòng có giao diện rất đẹp. Đây là dòng audio vintage, phong cách cổ điển rất đẹp. Với thiết kế vỏ gỗ lạ, mặt phanh nhôm, có 4 đồng hồ. Đồng hồ màu vàng chanh rất đẹp và sang trọng. Chiếc này trong dịp này Tiến Dũng cũng đang sell với mức giá rất tốt. Mức giá làng 39. Mức giá Tiến Dũng sell chỉ còn lại 37.500.000. Chiếc này sẽ là đối tác tuyệt vời cho gần như tất cả các dòng loa trên thị trường, từ bát 40cm đổ lại. Các dòng loa kiểu như JBL, kiểu như Pioneer, kiểu như Squier, kiểu như Bow đều phối ghép rất tốt. Mức giá chỉ 37.500.000. Quý vị và các bạn sẽ nhận ngay phần quà tặng làm cặp dây loa Belden của Mỹ. Ngoài ra shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn còn có rất nhiều những sản phẩm audio cao cấp khác, như là các dòng âm ly Denon, âm ly Lussmann, âm ly Acouphase, âm ly Pioneer 7800 25A cũng đang có ở đây. Các dòng vang và micro đèn của thương hiệu Gutin rất nổi tiếng. Các mẫu loa bow như là 10.2 series 2, 701 series 2, 701 2 lỗ hơi, 301 vân vân. Quý vị và các bạn hãy liên hệ với Tiến Dũng Audio Sài Gòn để sở hữu những sản phẩm audio cao cấp với mức giá vô cùng ưu đãi trong dịp này. Hãy nhanh tay liên hệ với Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.